Theo Đài Loan, 28 máy bay quân sự Trung Quốc đã đi vào vùng nhận dạng phòng không AEDIS của Đài Loan trong hôm 15 tháng 6. Các máy bay quân sự này bao gồm nhiều máy bay chiến đấu và các máy bay ném bom. Đây được xem là vụ tiếp cận không phận lớn nhất của Trung Quốc mà Đài Loan ghi nhận từ trước đến nay. Phía Bắc Kinh vẫn chưa đưa ra bất cứ bình luận nào, nhưng theo Reuters, thông tin này xuất hiện sau khi các nhà lãnh đạo nhóm G7 đưa ra tuyên bố chung vào hôm Chủ nhật tuần trước. Trong đó, chỉ trích Trung Quốc về hàng loạt vấn đề, nhấn mạnh tầm quan trọng của hòa bình và ổn định trên eo biển Đài Loan. Bắc Kinh sau đó phản ứng với tuyên bố chung này là sự bôi nhọ với quá trình phát triển hòa bình của Trung Quốc, là sự phán đoán sai về tình hình quốc tế và vai trò của chính họ, thể hiện sự tiếp nối của tư duy chiến tranh lạnh, phá hoại tâm lý chính trị của khối. Thời gian qua, Đài Loan đã liên tục công bố thông tin về hàng loạt vụ việc không quân Trung Quốc xâm phạm không phận của hòn đảo này. Các vụ việc chủ yếu tập trung ở khu vực Tây Nam của vùng nhận dạng phòng không. Theo cơ quan phòng vệ Đài Loan, vụ việc gần đây nhất có sự tham gia của 14 máy bay J-16, 6 chiếc J-11 và 14 máy bay ném bom H-6 có khả năng mang bom nguyên tử, cùng với máy bay chống ngầm, chiến tranh điện tử và cảnh báo sớm. Đây là vụ việc phá vỡ kỷ lục trước đó, là 25 máy bay Trung Quốc tiến vào không phận Đài Loan vào ngày 12 tháng 4. Máy bay chiến đấu của Đài Loan đã được triển khai để ngăn chặn và xua đuổi máy bay Trung Quốc, trong khi các hệ thống tên lửa được triển khai sẵn sàng khai hỏa. Ngày 15 tháng 6, tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng dẫn lời từ website chính thức của quân đội Trung Quốc cho biết, tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp 052D mới được biên chế có tên Nam Ninh sẽ tham gia trong cuộc tập trận bắn đạn thật kéo dài 4 ngày ở Biển Đông. Tàu Nam Ninh ký hiệu 162 đã được chụp ảnh tham gia diễn tập cùng tàu tiếp nhiên liệu Choganyu lớp 901 và tàu đổ bộ Túc Nam Sơn lớp 071 trên khu vực Biển Đông. Thời báo Hoàn Cầu, một tờ báo nhà nước của Trung Quốc, tuyên bố tàu khu trục Nam Ninh sẽ đóng căn cứ ở Biển Đông. Tàu Nam Ninh được đưa vào biên chế cho hạm đội Nam Hải từ tháng 4 tại quân cảng Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông. Đây là một trong ba tàu thuộc lớp 052D được đưa vào biên chế của Hải quân Trung Quốc trong năm 2021. Trước Nam Ninh, hai tàu khu trục khác thuộc lớp 052D là Tô Châu và Hoài Nam cũng được đưa vào biên chế. Tổng số tàu khu trục lớp 052D của Trung Quốc hiện là 18 chiếc. Khu trục lớp 052D của Trung Quốc được thiết kế nhằm cạnh tranh với tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke của Hải quân Mỹ. Chúng được trang bị các hệ thống radar và điện tử tối tân, có thể so sánh với hệ thống Aegis của Mỹ. Mỗi tàu cũng có 64 bệ phóng tên lửa thẳng đứng. Hiện nay, Trung Quốc đang ồ ạt đóng mới tàu chiến. Chiếc khu trục lớp 052D thứ 25 của Trung Quốc đang trong quá trình sản xuất. Ngoài ra, Trung Quốc cũng đã và đang sản xuất ít nhất 8 tàu khu trục lớp 055, trong đó 2 chiếc đã bàn giao cho Hải quân, 6 chiếc đang trong quá trình thi công. Hôm 14 tháng 6, nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ USS Ronald Reagan bắt đầu hoạt động trên Biển Đông. Theo Hải quân Mỹ, đây là lần đầu tiên nhóm này tiến vào vùng biển này trong đợt triển khai 2021. Tại Biển Đông, nhóm tác chiến tàu sân bay USS Ronald Reagan tiến hành các chiến dịch liên quan đến an ninh hàng hải, trong đó có tập trận tác chiến và huấn luyện chiến thuật phối hợp giữa các đơn vị. Đây là một phần trong chiến lược hiện diện thường xuyên của Hải quân Mỹ ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Trước đó, Hải quân Mỹ cũng đã triển khai tàu khu trục tên lửa hành trình USS Curtis Wilbur DDG-54 để hoạt động trên Biển Đông cùng tàu khu trục lớp Anzac HMAS Ballarat của Hải quân Hoàng gia Úc từ ngày 6 tháng 6 đến ngày 11 tháng 6. Hải quân Mỹ nhấn mạnh đây là một minh chứng cho thấy cam kết của họ trong việc hợp tác với những đồng minh, đối tác có cùng chí hướng để duy trì trật tự quốc tế trên Biển Đông. Nhóm tác chiến tàu sân bay USS Ronald Reagan được triển khai đến khu vực hoạt động của hạm đội 7 để tham gia các chiến dịch đảm bảo tự do hàng hải cho Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Sputnik dẫn các báo cáo tình báo của Ấn Độ mới đây cho thấy Bắc Kinh đang tiến hành các cuộc thử nghiệm cuối cùng đối với máy bay ném bom tàng hình chiến lược H-20 tại căn cứ không quân Hotan, cách đèo Karakoram khoảng 250 km về phía đông bắc và cách khu vực Finger 4 của hồ Pangong Tosor phía đông Ladakh 380 km.
Một số nhà phân tích quốc phòng cho rằng Bắc Kinh có thể sẽ đưa máy bay ném bom đến gần vùng biên giới Ladakh để chống lại việc không quân Ấn Độ triển khai các tiêm kích đa năng Rafale mua từ Pháp đến khu vực này. Trước đó, ngày 14 tháng 6, theo tờ Hindu dẫn nguồn các nguồn tin tình báo của Ấn Độ cho biết, kể từ sau cuộc đụng độ ở hồ Pangong, quân đội Trung Quốc đã cho xây dựng thêm nhiều cơ sở quân sự lẫn dân sự cố định và tạm thời xung quanh khu vực tranh chấp tại Rudok, Kanshiwar, Giaste và Golmot thuộc vùng Ladakh. Ở một diễn biến khác, lễ duyệt binh kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc có thể sẽ được Bắc Kinh tận dụng để phô trương sức mạnh quân sự của nước này, đồng thời nhắc lại chiến thắng của họ trong cuộc đụng độ với Ấn Độ ở thung lũng Galwan vào tháng 6 năm ngoái. Chưa dừng lại ở đó, Bắc Kinh cũng mang đến cuộc duyệt binh các loại vũ khí mới nhất của họ. Có thông tin cho thấy sẽ có khoảng 5 chiếc J-20, chiến đấu cơ tàng hình thế hệ thứ 5 đầu tiên của Trung Quốc sẽ tham gia buổi lễ này. Trong thông báo chính thức của Bộ Quốc phòng Trung Quốc, cuộc duyệt binh kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ diễn ra từ 21 giờ tối thứ Bảy ngày 18 tháng 6 đến rạng sáng Chủ nhật ngày 19 tháng 6 tại khu vực Thiên An Môn, với sự tham gia của hơn 14.000 người. Trong một bài viết trên Twitter, Đại sứ quán Nga tại Mỹ cho rằng quyết định của Bộ Quốc phòng Mỹ khi sử dụng máy bay ném bom hạt nhân chiến lược Boeing B-52H Stratofortress trong cuộc tập trận Bantok 2021 gần biên giới Nga là một động thái khiêu khích và mang tính đe dọa. Đại sứ quán Nga cho hay, việc sử dụng máy bay ném bom hạt nhân B-52H của không quân Mỹ trong cuộc tập trận Bantok là một hành vi khiêu khích. Động thái này đe dọa làm leo thang căng thẳng ở châu Âu và khiến bầu không khí trước thềm thượng đỉnh Nga-Mỹ thêm trùng xuống. Chúng tôi hối thúc phía Mỹ xem xét lại hướng tiếp cận của họ với an ninh châu Âu và chấm dứt các hành động nguy hiểm gần biên giới Nga. Bantok, cuộc tập trận hải quân quốc tế lớn nhất ở biển Baltic, thường được tổ chức thường niên vào tháng 5 và tháng 6 kể từ năm 1971. Cuộc tập trận năm nay được tổ chức từ ngày 6 đến ngày 18 tháng 6 với sự tham gia của 4.000 binh lính, 60 chiến đấu cơ đến từ 16 nước thành viên NATO, trong đó có Mỹ, Anh, Canada, Phần Lan và Thụy Điển.